Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn về kiểu dữ liệu Boolean trong JavaScript. Ở bài này chúng ta sẽ cùng làm ba cái bài tập đơn giản thôi về Boolean. Cú pháp khởi tạo Boolean là gì? Khởi tạo nha. Boolean. Nó giống như number, giống string đồ hết các kiểu đúng không? True nè, hoặc là số nè, hoặc là chuỗi nè, có giá trị hay không? Đó là nó ra được Boolean. Một câu quá đơn giản ha. Đó. Chỉ ra các trường hợp mà khi dùng constructor Boolean trả về true và trả về false. Trường hợp nào true, trường hợp nào false. Rồi, trường hợp true là gì? À, đầu tiên Boolean true thì chắc chắn trả về true. Đưa cái này vô lắp ra để có cái đối chứng. Đấy, true là chắc chắn true đúng không? Rồi, false thì chắc chắn false nè. Rồi, với số thì sao? Số thì nếu chúng ta đưa vào số 1 là true nè. Nếu chúng ta đưa vào số 0 là false nè. Vậy chúng ta đưa vào số gì đó khác không, khác trừ không thôi là nó đã là true rồi. Kế đến chúng ta đưa vào cái gì nữa? Chuỗi. Chuỗi sao? Chuỗi nếu như mà chuỗi rỗng không có gì hết nó sẽ là false. Còn chuỗi khác chuỗi rỗng có giá trị bất kỳ là true. À, đó. Rồi giả dụ đi bây giờ mình đưa vào là null. À, thì sao? Cái này thì thường là false, mà mình nghĩ là false luôn. Thấy chưa? True nè, đưa vào true là true, đưa vào false là false, đưa vào số khác không là true, đưa vào không là false, đưa vào chuỗi rỗng là false, đưa vào chuỗi không rỗng là true, đưa vào null là false. Đó, ok, rất đơn giản. Toán tử quan hệ là gì? Các loại công dụng của từng biểu thức quan hệ, từng toán tử quan hệ. Rồi toán tử quan hệ là gì? Khi mà bạn có nhu cầu nối nhiều biểu thức so sánh true false lại với nhau, biểu thức mà có liên quan kết quả trả về là boolean á, bạn muốn kết hợp nhiều thằng lại với nhau thì các bạn sẽ cần toán tử quan hệ. And để làm gì? And là khi hai vế đều là true thì kết quả trả về là true. Còn ngược lại, false tất cả. Nó chỉ true khi tất cả đều là true. Or như thế nào? And chúng ta biết rồi ha. And là dấu này. O thì sao? O là dấu này. Đó. O thì nó luôn trả về true trừ một trường hợp cả hai thằng đều là false. Hai thằng and với O nó ngược nhau rõ đúng không? Đó. Và thằng nữa là not. Nó là ký hiệu này. Not thì sao? Nó lật lại cái bàn kết quả của bạn. À, giả sử ở đây not true thì nó sẽ là false. Not false sẽ là true. Đơn giản. Ok chưa? Đó. Thì chúng ta note lại phần này vì đây là kiến thức rất quan trọng, rất cơ bản trong lập trình. Nếu các bạn không nắm được cái này thật rõ là các bạn sẽ không đi tiếp được. Giống như kiểu biến và kiểu dữ liệu vậy đó. Nó là như vậy. Ha. Rồi. Vậy là bài này chúng ta đã ôn luyện sơ bộ lại về bài tập về kiểu dữ liệu Boolean. Chúng ta biết về cú pháp khởi tạo. Các trường hợp mà khi sử dụng constructor Boolean thì trả về true, về false. Toán tử quan hệ là gì và các loại công dụng của từng cái toán tử quan hệ chúng ta đã ôn tập hết. Thì bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về symbol, về kiểu dữ liệu symbol trong JavaScript. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.